kia khi mà niệm Phật có tiếng mũi kêu xung quanh, người nghe từ trong tai, vậy hiện tượng này là sao? Mình niệm Phật nghe tiếng bên tai là mà mình niệm thì cái tiếng này là do một vị thần phụ trách, thành ra mình niệm nó có cái hiện tượng vậy thôi. Bởi vì thiền tông đừng có chấp bất cứ cái gì ngoài, kể cả thấy ông Phật cũng đừng dòm ông nữa. Thì mình bởi vì nếu mà đọc hết 10 quyển sách thì chắc câu chắc chắn câu hỏi này không có hỏi. Rồi vị thứ ba là anh Nguyễn Văn Chiến ở Tây Ninh hỏi: lời kệ của Đức Phật các con đừng có tư nghì là nghĩa như thế nào? Cái tư nghì là đừng có suy nghĩ, mình theo đó mà nhận, trực nhận. Bởi vì trong này nó có nói là trực nhận chân tâm ngộ tức thì, đừng có suy nghĩ nó sai rồi, suy nghĩ là của tánh người. Dạ, câu tiếp theo là khi con nghe con đọc bộ Huyền Ký, tại sao lúc nào cũng khóc, nhất là cái cuốn số 8, 36 vị tổ thiền tông? Cái vị này trước đây có công đức, có người nào có công đức rồi mà nghe đọc cái thiền, bởi vì phải phân hiểu nè, có công đức mới vô được pháp môn thiền tông này, còn không công đức đừng có mong vô. Có phước đức chê bỏ đi liền, có ác đức chửi liền, có công đức cảm ngộ là mới hiểu này, phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Còn mà nãy mình nói về cái gì, chị về như đó, thì tất cả như như là đất nước gió lửa đều như, điện từ quang, điện từ âm dương đều như, tánh Phật đều như, cái đó là gọi là như của nó. Bởi vì trong cái chữ như này là trong kinh Pháp Hoa: chư pháp trụ pháp dị, tướng thế gian thường còn. Chữ như này nói gì? Chữ tướng đó. Tưởng đâu tướng thế gian là nó sinh diệt chứ không phải. Tướng xứ gian nó là chân như, đất nó là chân như, nước gió lửa điện nó là chân như, rồi tánh Phật cũng là chân như. Chân phải là mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó mới tu thiền tông được. Muốn vô thiền tông thì hiểu được cái căn bản của nó. Giờ cái này đi đâu có hỏi như tôi nói thế này, tu thiền tông á, nếu mà muốn hiểu tu thiền tông thì phải hiểu rằng trái đất này năm loài sống chung, vị thần chuyên môn làm những hiện tượng lạ, mình đừng có làm mỏng. Tại sao mà Đức Phật nói là chúng sanh 10 phần mê muội cả 10, không ai hiểu cái này, trừ khi tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông công bố ra thì người ta mới hiểu đạo Phật giác ngộ giải thoát là gì. Nếu mà quyền ký chưa công bố hoàn toàn là mê muội hết. Trong kinh Đức Phật nói mà, dầu lớn dầu nhỏ gì cũng đều tu theo đạo Phật là mê muội hết. Nhưng mà quyền ký công bố ra để ta nói rõ là từng con người vạn vật, trái đất tam giới, Phật giới, càng khôn vũ trụ là ta phân tích hết. Thì bây giờ quả mai mới biết. Nhưng mà người biết cái này thì trong người phải có công đức mới biết được. Còn trong người có phước đức thì hoàn toàn chê. Còn có chê còn âm đức và ác đức chửi, mình phải hiểu. Thì tại sao mà người ta nghe cái thiền tông này người ta chửi? Là nó nằm trong cái dạng này, nó chịu không nổi, nó phải dạng cái này. Mình phải hiểu cái công thức của người của cái thiền tông á. Bởi vì tại sao mà thiền tông mà Đức Phật không cho nói ra từ bỡ ban đầu? Là gì? Là đầu tiên thời kỳ Đức Phật nói là thời kỳ đó là thời kỳ đồ đồng, không ai hiểu đầu này đâu. Mà khi mà tới cái thời mà văn minh cao nữa, nhưng mà người ta chấp ngã, chấp chịu, chấp ngã là nằm ở trong cái ba cái dạng này. Duy nhất chỉ có người có công đức người ta chấp nhận vô. Nhưng mà nên nhớ là chấp nhận vô là vô với cực 95% chữ, chứ không phải đâu muốn vô thì tông. Thấy tâm người truyền thiền mới tại sao? Truyền thiền 100 người mà 95 người bỏ ra thì có phân nửa là người ta theo vật lý. Mình phải hiểu. Bởi vì ông Phật ông dạy nhiều cái câu mà mình không hiểu nổi đâu. Mà bây giờ có cái quyền ký ra mới công bố, nói ra từ chi tiết một, nhưng mà nói ra người ta cũng không có nghe đâu.
10.000 người chỉ có người nghe thôi. Giờ mình suy nghĩ đi, bây giờ mấy vạn người ta hiểu cái huyền ký, nhưng mà giờ có ai hiểu nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Nãy thì nãy cái chuyện như dạ, ở một Phật tử ngoài hỏi là trong một tam giới có bao nhiêu lỗ đen vũ trụ? Lỗ đen vũ trụ là một tam giới thì có một Phật, nhưng mà nó lỗ đen vũ trụ di chuyển được nha, chứ không phải là di chuyển không được. Có nghĩa là lỗ đen vũ trụ này là do trời ban bệ trời thiết tứ thiên dương điều hành, nhưng mà nếu mà ban bệ trời thiết dương ở hướng bắc thì điều hành lỗ đen vũ trụ về hướng bắc để hình thành một cái hành tinh. Bởi vì trong này bốn cái từ tứ thiên dương được ông nào phụ trách, tới phiên ổng phụ trách thì ổng dời về để thì ổng tạo cái hành tinh nơi gần ổng nhất, chứ không thể hành tinh mà của phía bắc đưa về phía nam được. Chứ tạo ở đâu thì phải vũ đen vũ trụ dời về đó. Cái đó cũng đang là sức hút vật lý âm dương, chứ không có gì lạ. Nó là cái sức hút mạnh quá. Thì mình ở đây mình thấy chẳng hạn như ở đồng quê này, thấy cái con trốt nó nhỏ, nhưng cái bão nó lớn. Bão nó phải ở vị trí, chứ không phải bão muốn đỡ đầu bão. Thành ra cái lỗ đen vũ trụ là ông từ tứ thiên dương nào phụ trách quản lý thì tự ổng giờ di chuyển tới. Đó là nó bằng cái lực hút điện từ âm dương để nó suy tròn, để nó tạo ra một cái vật thể. Dạ, câu hỏi số 2 là một tam giới thì có 6 hành tinh tứ đại, vậy khoảng cách giữa các hành tinh tứ đại này là bao nhiêu? Bây giờ đó mình hồi xưa ổng đâu có lấy cái thước đo đâu, nhưng mà ổng có nói câu này nè: từ trái đất này đến cõi A Di Đà là 84.000 ức cõi. Ức cõi là của trái đất á, phân định ngày xưa nó là từ trái đất này qua trái đất kia, chứ không phải người ta không có đo bằng cái thước mình vậy đâu. Thì bây giờ mình phải vinh rằng nếu mà bây giờ trái đất của Nam Diêm Phù Đề đi tới cái cõi trời dục giới, thì cái cõi trời hữu sắc á, nó nằm ở trong cái vùng ba, thì giờ mình cắt đôi lên, thì từ đây đến cái cõi trời dục giới á, mình nói cõi trời thượng đế đi, thì chia đôi cái kia lại, kia 8 muôn, bây giờ đó 4 muôn, 4 muôn là 40.000 cái trái đất á, 40.000 trái đất, mà bất cứ cái đất nào, hành tinh nào, cái điểm nó đi xuyên qua 40.000 trái đất vậy thì mới tới một cái gì? Là tới cái được cõi trời dục giới á. Thì cái căn cứ vào đây mình mới tính. Thì bây giờ tất cả những mà nhà khoa học họ nhìn thấy được các hành tinh á, là họ nhìn thấy hành tinh vật tư, chứ hoàn toàn chưa thấy cái hành tinh ấy đâu. Nhưng mà có thể khả năng dừng 1-20 năm nữa họ sẽ thấy cái hành tinh có sự sống. Nhưng mà nên có sự sống á, mà muốn đến cái hành tinh đó sống là phải đi đăng băng lao thua, không trở lại à, đi hoàn toàn không trở lại. Chứ không tưởng đâu lên mặt trăng trở về, không có chuyện đó đâu. Mặt trăng nó chỉ là một cái hành tinh để được bảo vệ cái sự điều hành nước của trái đất này, như vậy là ánh sáng ban đêm thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì hết. Trong sách nói trung ấm thân trong suốt và di chuyển rất nhanh, nếu như xét theo vật lý thì tốc độ của trung ấm thân là khoảng bao nhiêu? Bây giờ ngày xưa người ta đâu có nói là bao nhiêu mà nói là rất nhanh. Bây giờ nói bây giờ tùy theo cái trung ấm thân đó nữa, cái trong trung ấm thân đó là cái gì, là cái phương tiện chuyên chở, giống như cái xe đó mà chở đó bằng cái gì. Ví dụ mình chở bằng áp đức mà đến 18 tầng địa ngục nó đi rất nhanh, giống như là nó rơi một cách, nó rơi theo bằng tốc độ ánh sáng à. Còn nếu mà nó chưa ít thì nó rơi bằng tốc độ âm thanh, còn nó ít nữa thì nó rơi bằng cái tốc độ của cái vật thể rơi, chứ mình làm sao biết nó là bao nhiêu km như bây giờ. Nhưng mà ngày xưa Đức
Phật ông chỉ là nói bởi vì nó quá cái tầm hiểu biết của người ta. Nhưng mà đặc biệt là cái trong cái quyền ký không, bởi vì không nói là cái số, mình ở đây mình đó cái số ha. Và đó bây giờ đó thì ông hồi xưa ông cũng nói vấn đề mà điện từ, ông nói là cái tiếng nói mình từ đây đi đến này kia trong vòng có mấy sát na tới thôi, có nghĩa là từ mình đứng ở đây mình nói qua Mỹ á, thì có mấy sát na, đây là sát na là mấy giây, mấy giây thôi nó sẽ tới. Thì bây giờ mình cứ căn cứ vào cái chỗ này mình biết, chứ còn bây giờ còn cái rơi chậm rơi lẹ về Phật giới không vậy, chậm lẹ là do cái công đức của mình, chứa nhiều thì đi nhanh, chứa ít thì đi ít, chứ còn không có cố định được. Rồi. Tại sao khi trung ấm thân rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, nhanh hay chậm là do công đức, có phụ thuộc vào tốc độ hay không? Thì nó nhanh thì nó nhanh, nhưng mà nên nhớ rằng là cái phần này đó, nó không có giải thích cho cộng đồng được, mà nó giải thích khi mà cái người truyền thiền hỏi đó, ta mới trả lời cái này. Nhưng mà bây giờ cái này thì tôi cũng trả lời thế này. Cái trung ấm thân mà nó rơi, thí dụ tốc độ nhanh thì, nhưng mà nên nhớ rằng nó rơi á, mà nó rơi thẳng theo đi về trung tâm vận hành luân hồi thì rất nhanh, có thể trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Còn nếu mà nó rơi theo cái kiểu mà ông thần dẫn mình đi vòng vòng á, cũng đi vòng quanh một trái đất rồi nó mới rơi, coi chừng nó bị nó nhiều cái kiểu, nhiều cái lường lắm. Bởi vì khi truyền thiền ta nó dặn rõ cái này, ví dụ mình rơi nó cũng rơi mà nó không chịu rơi chiều thẳng đứng, mà nó rơi theo cái chiều vòng theo cái trái đất á, thì mình coi chừng ở đâu nó cũng rơi, nhưng mà rồi mà nó rơi một vòng mà sao, còn kia nó rơi trực tiếp mà sao. Mình phải hiểu cái này, thì cái này không có ấn định cái thời gian được. Dạ, câu cuối cùng là trung ấm thân ở cõi Nam Diên Phù Đề này có được chuyển qua trung ấm thân của cõi khác hay không? Ví dụ như là Bắc Cô Lô Châu hay là Tây Ngô Quá Châu? Này mình ở đâu, bởi vì nhân quả luân hồi nó có cái hệ thống của nó. Thí dụ mình ở, mình nói là Nam Diên nhỏ hẹp trong nước mình đi, cái xã này muốn trình lên tỉnh thì phải đi theo cái hệ thống của nó, không qua cái tỉnh khác nữa. Tỉnh cái nào cũng vậy. Mà còn sáu cái hành tinh nơi trên hành tinh của vòng một này nè, cái hành tinh nào nó rõ ràng hồi đấy. Ngày xưa mình vô đây, mình tánh Phật vô đây là đi vào trong cái Nam Diên Phù Đề, là ở đây hoàn toàn luân hồi trong Nam Diên Phù Đề hết. Và nếu mà tạo phước thì duy nhất là chỉ tạo cái hệ thống như mình ở đây như lên nước Cực Lạc thôi. Hoặc là có cái mà trong cái cõi trời vô sắc á, nó 11 hành tinh, nó chia ra mỗi một cái hành tinh á, có một cái thôi, chứ không phải là muốn vô hành tinh nào vô. Tự nhiên mình ở đây mà trong cái cõi trời vô hữu sắc á, mình tạo nghiệp thì mình cũng có ấn định vô cái cõi trời nào, chứ không phải là nói ai ấy. Thì giờ điển hình á, là ông Phật có nói là ở trái đất Nam Diên Phù Đề này muốn hưởng nước Cực Lạc thì phải chờ cái nước Cực Lạc của A Di Đà, chứ không qua nước Cực Lạc cũng A Sơ Bề Phật được, nó còn đi cái hệ á. Còn mình bây giờ nói đúng ra cái trái đất này mình bây giờ nguyên tắc là mình cứ ở vòng vòng trái đất thì thôi, còn mà giảng sanh lên các cõi trời nó khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mà đâu phải mình tính 50, 30 mình niệm 2, 3 A Di Đà mình về được, không có đâu, cũng ở trong vòng tộc thôi. Chứ vòng tộc là người giàu người nghèo thôi, chứ muốn lên đó là gọi là phước đức vô lượng mới vô được, chứ không phải muốn vô vậy đâu. Giống như mình đây hô đi du lịch trong nước ấy, có chỗ 5-10 ngàn, 5-300 ngàn đi được, nhưng mà đi ra nước ngoài là sao, phải đúng cái tiêu chuẩn đó mới ra được. Nói cái này thì nói này, ở trên Nam Diên Phù Đề này hưởng phước ở cõi trời Thượng Đế dục giới, còn hưởng phước dương lên cõi Cực Lạc.
chứ không có thoát ra. Nhưng mà còn cái mà đi lên cái quả trời vô sắc khó lắm. Rồi con hỏi đã hết câu hỏi rồi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Ma vương có phải là ở trong tổng nghiệp hay cái tàn thức của mình không vậy? Dạ thưa thầy, giải đáp giùm. Trong kinh Đức Phật nói ma vương là cái lòng tham của mình chứ không có cái gì đấy. Mình đây nè, con người cũng con người đó. Đàng hoàng là con người ta gọi đàng hoàng. Con người đi cướp giật của người đó, đi cướp giật thì ta gọi là cái thằng cướp giật. Còn mà cũng con người đó mà tham mức như là lường gạt người ta, nó gọi là ma dương. Mà nói thế này, chữ ma dương phải hiểu được. Chữ ma là tối, phải không? Cái bậc dương là kêu bậc cái cường lực tham quá mức à. Tối nghĩa một người mà nói thật là bậc lương thiện cái nào, nhưng mà anh có cái lòng tham lung cái này, anh đừng xếp vào ma dương. Chứ không phải là ma dương là con người đâu, con ma đâu. Mà do cái lòng tham của mình. Mà lòng tham của mình đó là do ai? Là do cái nghiệp, do cái ông thần quản lý nghiệp dẫn mình phải làm cái câu chuyện đó. Cái nghiệp của anh đó, đời này anh phải tham cái kiểu này, làm cái kiểu này, anh lừa gạt cái nửa này cái kia, là bắt buộc cái thần quản lý tánh Phật của mình là phải thực thi cái này. Mình tưởng đâu, chứ người ta tưởng như tại làm sao mà ông đó rất đàng hoàng mà tự xuyên người ta tham lam. Tại vì đó cái giờ mà anh phải trả nghiệp, có phải vậy đó không? Phải làm vậy đó. Mình suy nghĩ chỗ này nè, có nhiều người mình đang, có nhiều người anh đã chạy xe rất đàng hoàng cả đời thôi, tự nhiên có 5 phút anh phá vỡ cái này, tự nhiên cái này nè. Rồi sao bao nhiêu cái chuyện ngày xưa anh làm tốt bây giờ nó qua bỏ hết, tai nạn là anh đã tụ, nó kẹt vậy. Còn ma dương đây là do cái lòng tham của mình, chứ không phải là con ma nào đâu. Bây giờ nói á, bây giờ mình nói có nhiều cái vị mà tại làm sao giàu có mà người ta vẫn tham, để cái lòng của ta mà do cái nghiệp nó phải dẫn mình đi làm cái chuyện này. Khi mà họ làm rồi họ hiểu chứ, nhưng mà giờ có ăn năn nó cũng sai rồi, nó đã qua rồi. Mình phải nên đây là thiền tông là nói về thực tế chứ không có nói mơ hồ. Mình nói là cái lòng tham của mày, bây giờ anh hỏi người ta, ví dụ cái người đó nó đang không đàng hoàng mà đi ra ngoài nó gây tai nạn gì thì nó kêu là cái thằng tội chứ đâu phải vậy. Tự nhiên nó đổi danh từ cũng con người mình. Nếu mình không tham, mình là thánh thiện, còn mình tham thì mình muốn thì nó ta gọi mình nó là ma quỷ gì đấy, chứ đâu cũng là con người thôi, chứ không có phải là cái bóng hình nào đâu. Mời quý vị cái cây, quý vị nhờ đặt câu hỏi tiếp. Thưa thầy, thiên ma ba tầng có phải do ảo tưởng không hả thầy? Cái từ thiên ma ba tầng có phải là ảo tưởng không? Cái này không phải ảo tưởng đâu, mà do cái người mà người ta muốn phá đó, gọi là ma ba tuần. Mà ma ba tuần đó là ai? Là con người đó mang cái nghiệp âm, ta muốn phá cái này thì Đức Phật gọi là ma ba tuần phá cái này. Chứ sự thật cũng là con người, nhưng mà do cái người âm. Bởi vì tại sao mà nói là cái thiền tông này ra đời á, mà cái người mà ác đức nhiều họ chửi, nó được xếp vào ma ba tuần. Nha, còn cái người mà nghe cái này người ta bỏ ta đi, ta không màng tới, người ta là gọi là ta chấp ngã, ta không xài này, nó không có đối với tôi không thôi, đó là chấp ngã. Còn mấy người mà nghe cái này hút vô thì nó có công đức sẵn, nó hút vô, chứ không phải
đó là nguyên tắc của thế cái thế này, bởi vì mình hiểu cái thế thế gian thế giới, cái thế giới này là gian manh xảo trá. Nên nhớ rằng có người giàu mà họ vẫn xạo, người tại người ta sử dụng cái tánh cái này, cái tánh con người nó vậy. Bởi vì Đức Phật cũng nói là chứ bằng khi mà quyền ký chưa ra đời thì tất cả không ai hiểu này đâu. Người ta tưởng đâu tôi tổ chức này lớn đâu kia kia lớn rồi nó có phước thì không phải quan tâm á. Anh lừa người ta hết, không có cái nào mà không lừa hết. Trên cái đất này tất cả khi mà quyền ký chưa ra thì tất cả tổ chức đều lừa hết. Mà mình không dám nói cái này, mà bây giờ chỉ nói trong cái phạm vi thiền tông, ai không hiểu thì nói, ta nói cho rõ là nghe thôi. Chứ sự thật á, thì thiền tông dù có ra cỡ nào đi nữa thì chỉ 1/10,000 theo thôi, chứ không có ai theo hết đâu. Câu hỏi là khi tánh Phật đầu tiên vào thế giới loài người, lúc đó chưa mang tổng nghiệp, vậy sẽ sinh ra theo dòng tộc nào? Bây giờ có đọc cái quyển số 9 chưa? Phải đọc quyển số 9 mới hiểu cái này. Đầu tiên tánh Phật vào thì một vị Phật dẫn tới vô cái cửa hải triều âm vô, mà nó khi mà cái đất Nam Diệp, cái đất nào chứ không phải Diêm Bồ Đề, nó bay, nó kêu bằng nó lăn ngang cái trung tâm vận hành thì nó bị rớt, cái tánh Phật nó rớt vô trong cái trái đất đó. Mà mình ở đây gọi rớt nương như nơi Nam Diêm Bồ Đề. Đầu tiên tánh Phật hoàn toàn không có công đức ác đức gì trong này hết, không có phước đức. Như tại sao? Là vì tánh Phật đầu tiên là ham mượn thân con người tạo công đức, phải hiểu cho này nè. Nhưng mà vô tử cung của mẹ ngủ rồi quên rồi ra đâu có gì, thì nó hoàn cảnh trong cái gia đình đó, phải theo cái gia đình đó. Ví dụ bây giờ ông thần cũng chỉ vô cái gia đình nào thì được. Bởi vì thì cái câu này Lão Tử mới nói là nhân chi sơ tánh bản thiện lợi cho mình. Đầu tiên vô đây hoàn toàn không có cái gì đâu đó, nhưng mà tại hoàn cảnh gia đình, bởi vô đây mượn mà. Hoàn cảnh gia đình là cái gì? Là cái tánh con người. Tánh con người nó phải tạo ra cái nhân quả này. Tạo công đức thì mà đầu tiên ai giải đâu, không có biết. Thành ra cứ theo tánh gia đình rồi nó tưởng như thế nào thì làm, vừa làm. Bởi vì trong kinh nói là vừa nhúc nhích máy động là bắt đầu nghiệp chuyển động rồi. Mình suy nghĩ cái gì, làm cái gì, nghiệp nó kéo mình hình thành. Thì giờ có trắng trong cái gì giống như tờ giấy trắng, đặt cái bút ký vô, viết vô là cái giấy nó đã theo cái nhân quả của nó rồi. Thì tánh Phật cũng vậy, vô đây thì đầu tiên nó như mà tại vì vô cái tử cung của người mẹ quên hết, không có nhớ ở trên Phật giới đâu. Rồi vô đây cái tánh Phật 16 thứ tánh người nó tưởng rồi nó bắt cái tánh thật, cái tánh người, cái thân người phải làm theo. Mà cái tánh Phật là sự sống bắt đầu tạo nhân quả từ chỗ này. Vì thế mà nó quay cuồng ở trong cái trái đất này và tam giới này mới lâu như vậy. Ông Thích Ca vô đây gần 8 tỷ năm, giờ ông Viên Đăng mới nhắc mới chạy về được. Còn mình ở đây bây giờ, trước khi quyền ký chưa công bố ra, không ai biết giải thoát là gì hết, không biết giác ngộ là gì hết. Thì bây giờ cũng may đã Phật Thích Ca truyền tới đây, mình có mặt ở đây mình nghe. Có nhiều người họ nghe họ về nhà họ biêu xấu, nghe vậy chứ về nhà họ chê, chứ đâu phải nghe là nghe về nhà khen hết đâu. Mình phải hiểu cái này, tại cái tánh người. Bởi ông Phật cũng nói là trái đất này gọi là thế gian đưa vào gian manh, phải cũng ghét, mà chúng cũng ghét, mà trật cũng ghét. Thì nó nằm ở chỗ bữa là thế gian ở chỗ này nó khó. Bởi vô thế gian mà tạo công đức đừng có mong. Chính bây giờ ngày xưa đó, khi mà bà Thiền Sư Ni Đức Thảo duy nhất nhận được một tập quyền ký thôi mà không dám nói. Mà lúc đó là nghe ai quyền quyền ký, người ta đi lung, ta đi tìm cái quyền ký này. Mà bây giờ quyền ký công bố ra, bắt đầu không thèm nghe. Em cái tánh con người nó vậy mà.
nó tới để nó tìm, để nó truyền phái ra làm sao đó. Nó đi theo cái tánh người, tánh người gọi là gọi thế gian mà tánh người nó mạnh. Mà bởi vì đó, cái tưởng, cái tham và cái ác, cái con người mới nằm ở chỗ này. Thành ra cái tiền, cái quyền ký mà nó ra cũng không có. Vì thế mà tôi cũng báo cho biết là cái quyền ký này ra nó không có, nó tồn tại lâu đâu. Giờ mới công bố đây chưa tới một năm mà bây giờ nó đã rung rinh hết rồi này. Thì bắt đầu nó cũng chuẩn bị cái chùa này dẹp á. Thì ráng tới ngày nào được ngày nào hay ngày đấy. Nếu nhà nước biểu dẹp tôi dẹp, chứ giờ đâu dám cãi ổng. Rồi câu thứ hai là khi một người sinh ra hoặc là động vật được sinh ra mà không qua sinh nở bình thường mà bằng thụ tinh nhân tạo thì có tánh Phật không? Có bị đánh thất hay không? Nhân tạo hay gì nó cũng phải qua cái quy luật, cái quy luật nhân quả. Anh muốn thụ tinh nhân tạo không? Ông thần phải có cái nhiệm vụ cung cấp cái này. Tại mình không thấy thì sao không? Nó phải đi qua hết. Còn vấn đề mà khi mà sanh ra mà không có trống có mái vậy thì hoàn toàn làm sao có sự sống, nó mất nó chết. Mà thí dụ con này, con trâu con bò mà cái thụ tinh nhân tạo nó cũng có cái thụ tinh nhân tạo thành công, nó bắt buộc phải có một cái trung mẫn thân nhào vô, phải trả nhân quả mới vô được. Bởi vì cái này nó là sự sống, cái nhân, cái trung mẫn thân này là sự sống cho một sinh vật ở trên trái đất này, bắt buộc phải có. Nhưng mà tại vì khoa học tiến thì ta cũng tạo bằng âm dương, chứ không cách nào mà nói là tạo đơn phương được, không đơn bào không làm được cái này, mà phải là tạo bằng âm dương. Âm dương bằng kiểu gì đó không biết, nhưng mà ra âm dương thì sự sống nó mới ra đời. Dạ, câu tiếp theo là khi mà một người làm hoa báo thì tánh Phật sẽ ngự ở đâu? Khi con người mà chặt những cái cây này á, thì có mang nghiệp nhân quả hay không? Mình phải biết thực vật là cái loại cây để nuôi muôn loài. Mình ăn nó là cái đó là cái nhiệm vụ của nó. Còn anh làm quả báo là chuyện khác. Anh làm quả báo á, anh bây giờ anh lừa gạt người ta đó là 1 triệu đồng, một bó rau muống có 500, thì giờ anh tính đi là sao đủ trả thôi. Còn nếu mà gọi là đẳng cấp cao đó, cái ông đó ông trồng cái cây đó là ông sẽ bán được hay là gì, giá trị gì đó, ông phải đạt trả đúng theo cái giá trị của cái cây. Ví dụ cái rau muống có 1.000 đồng bó đi, còn cái cây này tới 10 triệu đồng thì có nghĩa là anh phải ở trong đó hoài rồi sao? Bởi vì vô trong cái cây này nè, nó cũng là trung ẩm thân vô, nhưng mà trái cây nó không có cái nhãn, mà nó chỉ có cái giác, cứ biết thôi. Vì thế mà tất cả những cái cây á, ai để ý nè, ở mình trồng đó, mà nếu ở trước cửa nhà mình thì cứ đi ra vô kia là mân me nó hoài, lúc nó rất tươi nha. Còn nếu mà bỏ xó nó không có tươi, nó biết. Mình tưởng đâu là nó có đánh giá vậy, vì tại vì nó không có con mắt, chứ nó con mắt nó biết, nó thấy, nó biết, nó ai cả ai rờ nó biết. Giống như mình mấy người mù nè, nói nghe tiếng nó biết, nó quen, tao không thấy được nhưng mà nghe là ông đó nó biết. Bởi vì tại vì đi vào làm cái loại thực vật này là do cái nhân quả đi vào. Nhưng mà nên nhớ rằng tại sao vì thực vật rất nhiều, là nên nhớ là Đức Phật không nói là vừa mấy động đã nhân quả rồi. Mình nên nhớ chỗ đó rồi. Bởi vì tại sao nói là Đức Phật nói là một kiếp mất người khó trở lại là thế. Anh muốn trở lại là người không có dễ đó. Thành ra bởi vì nếu đi đầu thai chỗ này kia, bởi vì coi trong cái quyển sư chính ông Thích Ca ông đi vòng vòng, ông nói ông lừa ta có mấy mươi năm, ông làm mấy tỷ năm làm hoa báo. Nhưng mà vô đó thì nó thiên giờ là có mấy tỷ năm, cái cây nó cũng đâu có buồn gì, nó chỉ biết nó vậy thôi. Nhưng mà người ngoài mình thấy mình sợ, chứ khi đặt nhập vào là không sợ nữa, nhập vào làm cây cũng không sợ. Còn biết vậy thôi chứ sợ gì, nó không có đủ cái khả năng này. À, còn giống như mình ở đây á, mình nhắm mắt mình đi ra đường mình hết hồn, giờ mấy mù đi tối ngày có ai rầy ảnh đâu, thấy không, anh đâu có sợ.
Nếu mình nhắm mắt, dám nhắm mắt đi ra một 10 thước tôi chịu thua. Tại vì cái tưởng mình nó mạnh quá. Ông kia ông kể đó, ông mù lỡ rồi, ông không thèm tưởng gì đó, ông cứ đi. Rồi con hỏi tiếp. Hệ mặt trời thì có một cái mặt trời. Vậy chứ mặt trời có nằm trong quy luật thành trụ hoại diệt hay không? Bất cứ trong tam giới nó cũng có hết á. Nhưng mà cái thời gian đó thì cái này ông Phật không có nói. Nhưng mà nó nằm ở trong cái tam giới rồi. Thì bây giờ cái tam giới mình phải hiểu như thế này nè. Giống như ở cái biển đó, biển Thái Bình Dương nó mênh mông mà. Nó bảo ở phía Bắc Thái Bình Dương, phía Nam không biết. Thì cái bão dù anh lớn, anh nhỏ, anh quay cỡ nào, phải có cái tuổi thọ của cái bão. Thì trái đất này, trái đất nó có tuổi thọ, mình là bao nhiêu? Mình 100 năm, cỡ trời dòng giới 1.000 năm, vô sắc 10.000 năm. Hữu sắc 10.000 năm, vô sắc 100.000 năm. Trái đất, cái tam giới này nó nhân lên 3 con số nữa, 3 lần nữa thì biết cái tuổi thọ tam giới. Thì tam giới rã, mặt trời cũng phải rã. Nó đi theo cái này đó. Rồi cái đó là do ban bể trời thí dương tính sao. Ông tính, ông gom lại làm sao là cái chuyện của ông. Thấy không? Nhưng mà bây giờ Đức Phật bảo là trong cái đất nhân quả luân hồi này anh làm sao mà thoát ra được, tìm cái cách thoát ra được. Anh trở về ngoài á, cũng như anh ở trong cái dòng bão, anh tìm cách sao đi ra ngoài cái dòng bão á. Anh trở về cái điện từ quang, tức là cái điện từ nằm ngoài cái dòng bão chứ không có lạ gì đây. Còn mình ở đây gọi là điện từ âm dương, gọi là nó hút, nó cuốn để nó tạo nhân quả. Mà muốn tạo nhân quả gì cũng phải có nam nữ giống được giống cái mới tạo được. Quy luật vật lý nó là vậy, mình phải hiểu. Chứ không phải là vào cái gì nó cũng có cái tuổi đó. Nhưng mà đối với mình nó lớn quá đi, mình không có đón nổi đây. Bởi vì thành ra ông Phật cũng bảo là giống cái anh là bị tên bắn trúc á, thì anh biết cái mũi tên nó cái gì, rút ra để chữa cho hết bệnh đi, ngầu đó mà tìm chi. Còn bây giờ mình đối với tìm cái mặt trời hay là cái tam giới này đối với mình không cần. Nhưng mà hỏi cho biết thôi, chứ xưa không cần cái này. Nhưng mà biết cái nguyên tắc làm sao tôi đi ra, muốn làm người nữa không? Rồi vô dòng tộc đi làm tế. Còn muốn mà nếu mùi địa ngục không ra ngoài kia đụng ai giết nấy đi xuống địa ngục liền. Còn muốn làm được vợ dễ ở ra xưng thiền sư gì đó, tôi dạy đủ thứ rồi, khi chết thì xuống thực chặt liền, có vậy thôi, nguyên tắc. Còn giờ muốn lên cõi trời dễ ở, có tài sản nhiều bán hết đi, đây là bước thiện đi lên liền, được cái Maha muốn đến treo lên liền. Đây là cái quy luật nhân quả trên trái đất này, do con người ham muốn tạo ra chứ không có cái gì khác hết. Bởi vì trái đất này loài thần chịu trách nhiệm về tâm linh, con người chịu trách nhiệm về nhân quả luân hồi. Mình phải hiểu hai cái biểu này thì mới hiểu cái đạo Phật chủ trương như thế nào. Bởi vì thành ra Đức Phật nói là tất cả người thế gian đều mê muội hết, cảm gọp luôn á, chứ không phải nói à. Nhưng mà ông sắp còn muốn nói chuyện nào, người nào không mê muội biết con đường đi ra ngoài cái nhân quả luân hồi, người đó hết mê muội. Bây giờ biết ai đang đâu mà bây giờ mới nói ra có mấy tháng thôi, chưa ông nói đó. Bây giờ nếu mà bây giờ mình nói ở Đức Phật nói mình mê muội thì nó quá đáng. Nhưng mà ông hỏi gì chứ, trước khi Như Lai chưa nói này ra thì có ai biết đường trở về Phật giới không? Phật giới là gì không? Chứ Phật giới còn không biết rồi làm sao biết đường về. Mình phải hiểu nguyên tắc đó thì mới hiểu cái thiền tông này nó đặc biệt như vậy. Thì cũng hỏi chế biệt. Trong một tam giới thì có 45 hành tinh. Thì cái tam giới khác á, nó có cũng 45 hành tinh, thì những cái tên hiệu của hành tinh đó có giống như là của tam giới mình không ạ? À? Giống như là Nam Di Bồ Đề, tam giới kia là cũng là Nam Di Bồ Đề luôn, hay là tam giới gì? Đức Phật có nói giống không giống mà ông nói vậy nè. Ông nói tổ chức một quốc gia như thế nào, quốc gia kia cũng vậy. Thì có ông đứng đầu quốc gia thì ta kêu gì thì ta kêu.
chủ vua tổng thống chủ tịch nước gì thì người ta kêu nó phải tổ chức y vậy, không có khác, không khác chỗ nào hết. À, giống như mình ở đây một cái tỉnh bao nhiêu quan vệ thì tỉnh A cũng vậy, tỉnh B cũng vậy, hoàn toàn không khác. Đó thì giờ cái đất kia nó cũng dần tiện từ âm dương, thì trên kia đó mình ở đây thí dụ mình bắt đầu mình chết thì trái đất kia nó bắt đầu mới hình thành đến chi để bay qua, nó cứ đi vòng 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 sao đất này chứ không chạy đường nào hết rồi. Đó thì nói đúng đạo Phật không có nói, nhưng mà ông có nói Phật nói nè, cái quốc gia này như thế nào thì quốc gia kia nó cũng tổ chức như vậy chứ không khác. Thì cái này thì xác nhận là Phật nói là trái đất này với đất kia cũng giống nhau chứ không khác. Dạ, trong sách nói là Tổ Huệ Năng khi công bố quyền ký lần đầu tiên là viết ra 600 quyển, là ý là đã công bố lần thứ nhất rồi đúng không ạ? Còn nhưng mà nếu công bố rồi sao những cái người này lại chưa biết mà đến nay lại phải công bố nữa? Mình phải biết công bố quyền ký là cái gì. Trong lúc ổng công bố đây là, tôi nói thật, cái cầu đuôi mà để công bố cái quyền ký nó có cái lý do thế này. Đầu tiên cái quyền ký này viết ra bằng tiếng Mã Gadi. Thứ hai tới tổ, từ tổ thứ tư viết ra cái tiếng Bali, ổng dịch lại, ổng đi qua cái nước khác. Tổ thứ hai, tổ thứ tư qua nước khác. Rồi một cái rồi tới cái tổ thứ 12 đó thì ổng viết ra tiếng là Sanskrit. Viết khác. Có nghĩa là cái quyền ký này bắt đầu tới tổ 12 đã thay ra 3 lần. Rồi cái sau cùng á thì ông Bồ Đề Đạt Ma ông cầm cái quyền ký này bằng cái tiếng A Gã Ma. Thì ông này ông có cái bổn phận là phải dịch ra tiếng Hán để đưa về Trung Quốc, Trung Hoa ngày xưa. Khi mà tới về bên đó, mà khi tới được Tổ Huệ Năng nhận được thì cái quyền ký thì nó rất gần hết luôn. Vì thế mà vua Võ Tắc Thiên đề nghị là ông Lục Tổ Huệ Năng á chép lại giờ tẩm cho Khanh dùng cung cấp đủ giấy tờ cho con chết 600 quyển. Mà 600 quyển này thì trong quyền ký cái đoạn thế này Đức Phật ông bảo là cái này phải giao cho Long Nữ công bố chứ không phải ấy, mà cái kia gọi là cái bằng viết lại cho sạch rồi đóng cho những người ở trong triều nghe thôi chứ không phải là công bố cho đại chúng. Mà ngày xưa muốn công bố cái này là tất cả các chùa mà có danh tiếng người ta mới mời tới thôi, chứ không phải như mình ở đây công bố muốn ai tới thì tới, không phải vậy. Vậy là vì sao trong cái quyền ký Đức Phật có nói thế này nè: khi nào mà loại người văn minh được thật cao đó, người nữ ở đất rồng ở nhận cái này, người ta mới nói ra rồi không kèm theo tất cứ gì ấy, mà cái này là mình không hiểu lý do tại sao những ông Trần Nhân Tông cũng vẫn nhận được cái này mà tại sao không biết. Ông Trần Nhân Tông cũng nhận từ tiếng Hán, ông dịch ra tiếng Nôm mà ông không biết. Thì thế ra hỏi ông thì ông nói ông có được quyền nói cái này, không được quyền là lý do. Cái thời của vua Võ Tắc Thiên người ta cũng không hiểu cái điện từ, mà ta cũng không hiểu cái tam giới. Tới từ vua với ông Trần Nhân Tông cũng không hiểu điện từ nó cái gì. Ông nói Phụ Dương biết đó, nhưng mà không hiểu, không chứng minh được cái điện từ, thì đã không, ông không có giải thích. Vì thế mà sau này thì Thư Ni Đức Thảo nhận được, thì lúc đó nên nhớ là 60 năm về trước điện từ bắt đầu nó phát hiện rần rộ rồi đó, 60 năm về trước. Thì bây giờ mới bắt đầu đi vào cái chu kỳ để mà từ đó đến đây là mấy mươi năm mới công bố ra. Thì đợi khi mà được cái bằng văn minh điện từ lên cao rồi đó, người ta mới hiểu mới công bố ra. Bây giờ mới lại hồi đó gọi là nói là công bố lần nhất, cái sự thật đó là nói để viết lại, vì cái quyển sách này nó bằng tiếng Agama nó bị rách nhiều quá, nó mới dịch ra tiếng Hán.
Bởi vì thành ra trên cái thuyền rồng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi về nước Trung Hoa, 12 ông đại sứ, ông này rồng biết tiếng Hán hết, về để ngồi trên thuyền mấy tháng trời để giết này chứ không có gì đợi đó. Chứ còn ở trên đất liền giết không được, thành ra được ra giữa biển á. Nó đi ở đó đi bằng tàu bồm mà thế thuận gió nó mới đi, mà nghịch gió ông đứng lại đó. Ông đi mấy tháng trời ông giết nó mà chơi cái này xong rồi, sau đó nó mới hư. Và Võ Thập Thiên mới cho lại, mà nói là công bố sự thật là kêu ông trình bày ra chứ không có công bố. Chính mình ở đây mới gọi là công bố. Công bố mà phải do một long nữ đứng ra công bố. Mà trong cái quyển này thì có nói thế này nè, khi mà ông Trần Nhân Tông á, ông nói á, khi nào cái quyển Huyền Ký này nói công bố tại đất rồng chứ sự thật người Thăng Lâm công bố. Mà tôi thấy có nó lạ cái chỗ này. Cái chương trình mà công bố này đó thì người ở miền Nam không, mà cách có 2 tiếng đồng hồ thì một cô Nga, cô Nga Hà Nội vô xin công bố. Tự nhiên đây không biết sao tròn, nó lạ nè. Rồi bây giờ mới hiểu rồi, ông Ngọc Trần Nhân Tông cũng nói là tuy công bố rất rộng nhưng người Thăng Lâm công bố, mà chính người Hà Nội công bố này. Nó lạ này. Rồi những cái chỗ cái chuyện mà bà Thảo mới nói dòng dò văn nghệ thơ kể vậy đó, mình cũng xác định là ông Trần Nhân Tông nói là con mà ông hỏi chứ tại sao Phụ Dương không dạy này, nó không được, ta dạy mà lại lấy gì chứng minh cái chuyện này, chứng minh giờ vô hình làm sao biết không gian này là có hình. Bây giờ mình nói vậy, bây giờ không gian này có hình người ta mới tin. Chứ bây giờ nói đây, hồi xưa nói đây hình ảnh thiếu gì không ai tin, nhưng giờ đây nói hình ảnh có nhiều thì ta mới tin, dùng giải thích ta mới tin. Chứ đó thành ra mới công bố được rồi. Mình quan trọng nhất là cái điện từ là với cái tam giới á. Ông nói cái tam giới nếu mà không giải thích được cái tam giới thì hoàn toàn cái Huyền Ký này vô giá trị. Ai đồng ý, có ai hỏi gì thì người ta cũng sẽ phải hiểu cái tam giới thì người ta mới nói chuyện được. Mà các chùa hiện giờ các thầy ai cũng nói tôi sống tam giới, mà hỏi tam giới gì không biết. Mà giờ đây, mà bây giờ này nó thì chuẩn bị nè, ra một cái tam giới gọi là sống động bằng cái 4 chiều đàng hoàng, bằng 3 chiều thôi chứ không lên 4 chiều được. Đó thì sau này dần dần nó sẽ có cái chuyện này, nhưng mà tôi cũng báo cho biết sẽ có người làm thế này. Đó đây gọi là mới là công bố, mà đây là gọi là lần chót. Mà bây giờ đó thì nói tốn ra đó, cái Huyền Ký mà công bố thì tất cả những cái người mà hành nghề gọi là kiếm, có tính cách kiếm tiền thì chắc chắn họ ghét. Thế về đây nó xót sợ, mà nó cũng may nè, cũng may là giáo hội Phật giáo Trung ương có nói có 2 cái câu chuyện vừa rồi. Ai cũng biết là Tết vừa rồi đó, giáo hội là cấm đốt giấy tiền vàng mã là do cái ảnh hưởng của cái Thiền Tông này. Rồi sau này mới bây giờ ai mà về lên trên cái mạng của giáo hội Trung ương á, thì cái ông Nguyễn Đức Sinh, ổng là một Phật tử, gọi là ổng gọi là có tiếng ở trong cái giáo hội, cho ổng đăng văn nè, thì có nói cái câu thế này nè: đạo Phật Việt Nam hoàn toàn mê tín. Ai dám nói câu đó? Về đi, cái đó là trong giáo hội đăng đàng hoàng, tên đó là Nguyễn Đức Sinh đàng hoàng. Nên là các chùa Việt Nam hoàn toàn mê tín. Có nghĩa là hoàn toàn mê tín, là không có chùa nào mà gọi là dạy ta giải thoát hết. Mà ông chắc cũng gộp luôn chùa Tân Diệu luôn. Chùa Tân Diệu đã chùa gì đây cũng nằm ở trong giáo hội, thì hoàn toàn mê tín, chùa Tân Diệu hoàn toàn mê tín luôn. Nhưng mà tôi chưa có cãi ông. Tôi ông nói ông phải chừa lại 1-2 chỗ chứ ông nói gồm hết thì đâu được. À, nhưng mà thôi kệ, ông nói gì ông nói. Rồi còn hỏi tiếp. Đã hết câu hỏi rồi.
Tại hôm nay thầy có không? À, thưa thầy, những gì có một khách có mặt hôm nay, con xin gửi thầy câu hỏi như sau. Nếu mà giúp cho người ta có được biết được thiền tông thì mà được công đức, nhưng mà nếu người đó họ làm những cái lợi dụng thiền tông để làm những việc giống như là một trục lợi cho cá nhân thì cái người giới thiệu đó họ có bị ác đức không ạ? Không có ác đức vậy đó. Người ta, cái người đó đang sơn đen một con loại con ôm á, sao con chín không? Nó mới nói vậy. Đức Phật bảo là tất cả theo thiền tâm phải theo bằng trí tuệ, không có gì một cái gì mà ép người ta hay làm khi mà làm sai lệch cái này. Bởi vì tôi nói thiệt đó, cái thiền tâm này người ta năn nỉ 5-7 lần mặt mai mới giúp, nó thiệt. Phật cũng ra lệnh vậy đó. Nó mình bây giờ nó quá dễ, bây giờ thì công bố quyền ký ra thì nó quá dễ, thì giờ đâu có biết ai thiệt ai giả. Có nhiều người họ vô đây họ lợi dụng cái này, giờ mình làm sao mình biết? Nói cái gì họ nói cũng đúng hết á, nhưng mà ra ngoài kia họ kia họ quay cái này 180 độ luôn, họ chửi cái này luôn. Cái đó thì phải đáng chịu chứ sao vậy? Đã biết người ta dính cái sơn đen mà con lại con ôm rồi sao? Thì nó dính mà không có sao, không có. Còn là còn nó thua mà con ôm người ta mạnh rồi yếu hết nhiều hết. Cái này bởi vì kinh nghiệm thôi, bây giờ ai cái này theo thôi, năn nỉ nó thôi. Ông bà ơi đừng theo cái này khổ lắm. Từ bỏ vật chất rồi đó, làm sao sống đây? Năn nỉ ta vậy, đừng có theo. Bởi vì Đức Phật khuyến khích cái pháp luôn này không cho, không ai theo. Nhớ là ngày xưa đó, các vị mà lại hỏi mấy anh thiền sư cũng đọc cho 4-5-7 gậy đó, mà ông mới chỉ mới dạy, chứ không phải muốn dạy thiền đâu. Thành bây giờ mình cũng vậy, muốn về giặt cho kỹ. Năn nỉ có thiệt tình không? Thiệt tình tôi chỉ cho, thiệt tình thì thôi. Chứ bởi vì nó rút kinh nghiệm hai kỳ rồi, cũng vậy tới đây là bắt đầu chửi cho thiền tông. Mà biểu đối chắc không nhiều đâu chắc. Đáp là gì? Ta cả chấp, chứ ta chưa có hiểu xong. Nghe nói sốc luôn chứ, trong hình đó. Thứ nhất là mấy cái người mà tu một chú nghe vô đây mà nghe cái này, tôi bảo đảm là quánh lộn liền. Bởi vì từ xưa giờ ta tu cái này mà giờ mình không chịu cho ta, mình nói trắng ra rồi sao còn đâu, rất đâu sống. Nó cái thiền tông đó nó vậy. Nhưng mà sở dĩ thiền tông dám nói ra là xin phép công bố, mà nhà nước cho tôi công bố, tôi nói ra. Chứ nếu không cho sức mấy tôi dám công bố này. Mình hộ pháp nó có hai cái thế. Một là giải đáp thiền tông nhà nước cho, công bố quyền tông, công bố thiền tông công nhà nước cho, chính quyền cho. Xuất bản tôi cũng phải chắc chắn là xin hai nhà xuất bản luôn. Hai nhà xong, nhà xuất bản tôn giáo thuộc văn phòng thủ tướng, rồi nhà xuất bản Hồng Đức thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Đây là những cái cơ quan mà chưa bằng phụ trách pháp luật cao nhất của Việt Nam, người ta cho mình thì được quyền nói. Mà ông cho tôi xuất bản, tôi đọc cho người ta nghe thôi, chứ tôi làm gì đâu, thấy không? Thành ra có gì bên ngoài nó công kích cỡ nào cũng không vô được. Là đấy, tôi có luật pháp bảo vệ mình. Chứ nếu mà tôi không làm luật pháp bảo vệ tôi thì sao? Cái chùa này cãi thì xin lỗi, mà đưa cho 10 lít xăng đốt luôn. Tông, con cũng chưa rõ thông cái chỗ này. Chứ con nói bác là thí dụ mình, cái người đó họ mình giới thiệu cho thiền tông, mới đầu họ làm cũng đúng lắm, nhưng mà sau đó họ làm sai. Thì mình không biết họ làm sai, họ âm thầm mà làm những cái việc sai trái như vậy, thì mình có bị liên quan tới những cái nghiệp âm đức của họ không? Mình có bị chịu hậu quả chung không á? Lặp lại là anh này anh giới thiệu cái một cái người A, thì lúc đầu cái người A này cũng tu thiền tông cũng nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà tu được thời gian thì bắt đầu nó không nghiêm chỉnh. Thì anh sợ là anh có bị cái âm đức so với cái nhân quả của người A tạo ra không? Nó không có trọn vẹn, nó mẻ đó, giống như còn có cái chén kiểu mà nó mẻ hay gốc rồi hết xài. Bởi vì người ta bảo là Đức Phật bảo muốn tuyên truyền cái pháp môn này phải nói cho kỹ,
phải dè dặt chứ không phải muốn muốn kêu tu này là tu đâu. Bởi vì mình mới kinh nghiệm là ngày xưa đó có cái ông thiền sư, ông đi trước, đệ tử đi theo ông sau. Nếu mà thầy không dạy tôi đó, tôi đập quên, tôi đánh chết thầy luôn á. Ủa như thế, ông nói thà mày đánh chết tao chứ tao không dạy. Nếu dạy tao còn bị thà tao chết tao còn khỏe hơn mày dạy mày đem hại tao. là cho nó đi vô cái gì đó, đi vô quẻ âm luôn. Ông sợ, thà là ông nói thà là tao chết bây giờ nha, mà tao còn khỏe hơn, còn mày để mày dạy mày rồi mai mốt chắc mày dìm tao xuống 18 tầng địa ngục luôn. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra bây giờ tại giờ sao quyền trí công bố ra mới được dễ giải như thế này, chứ nếu một quyền trí chưa công bố ra không có dễ giải. Bởi ngày xưa viết sách thì viết mơ hồ thôi, viết nghĩa là lượng qua lượng lợi để kiếm một hai người nào vậy mà vô chùa. Còn lại thấy mấy quyển sách trước vô chùa đấu tranh dữ lắm, về sau này mới hạn chế lại. Tất cả những người đến hỏi thì phải hỏi đàng hoàng, hỏi cái vấn đề gì tôi mới trả lời, chứ phải vô đây mà tranh tụng muốn được. Bây giờ như mình mà không phải mình giấu này đâu, muốn tranh luận cái gì vẫn được. Như thường như rồi với tổ chức phải có người làm chứng chứ, để được cái ông nói gà bà nói vịt thì vô đây cãi một người nói là nói ngang ba làng nói lại nói ra không hiểu. Nếu mà trong khi mà công bố cái kỹ là đã lên mạng nói cho khỏi tự do về thiền tông, nhớ khỏi tự do thiền tông, mà muốn chất vấn thì phải tổ chức một cuộc chất vấn rõ ràng, có nhà nước, có luật sư tham gia, chứ không phải mà nói đơn phương được. Nhưng mà đâu có ai đâu, có nhiều người cũng bắt đầu sơ khởi đi vô hỏi. Thì tôi nói là bây giờ nè, thầy muốn chất vấn này, thầy xác nhận trong đạo Phật có tam giới không? Ông nói có, rồi ghi vô đi. Hỏi về trái đất này mấy loài sống chung? Ông nói năm loài, ghi vô đi. Rồi tôi chỉ cần vô sơ qua dạo qua một cái là ông đi ra liền. Tôi hỏi cái tam giới sao, thầy nói tôi nghe trái đất này là người ta nghe nói là Nam Diêm Phù Đề, ông nói đúng, nằm ở chỗ nào chỉ được. Làm sao biết chỉ? Tôi nói nếu thầy không có hiểu mà tại sao thì vô đây thì lúc đầu vô đây làm gì? Nên nhớ là ký quỷ một cái mấy chục triệu chứ không phải nhỏ đâu nha. Thầy thua phải trả tiền á. Chứ nếu đã ký quỷ mời người ta luật sư 5 triệu một người một ngày, công chứng cũng vậy, rồi chính quyền thì cũng phải đưa tiền xe xăng cho người ta đi chứ. Ta lại ta làm chứng cho mình, cái là mình tổ một ngoài ngày chủ nhật, có nghĩa là giờ rảnh người ta, ta được quyền làm nè. Nên nhớ một khi mà tổ chức một cái là cũng 5-70 triệu đi đi chơi. Mới không có con câu mà thầy không giải thích được mà mình đạt lợi tính được cái gì. Đó là tôi nói cho thầy biết á, ông rút liền. Mới giáo đầu vậy mà chưa nói chuyện chữ sâu nữa, thấy không? Thành ra mình phải hiểu cái này thiền tông nó nói gì, thiền tông nó rất căn bản về khoa học, chứ không phải mình nói mơ hồ được. Tất cả những người nào mà tu thiền tông mà nghe người nào nói mơ hồ tự nhiên biết người đó không đúng. Nó thiền tông có đặc biệt, thiền tông là chứng minh được bằng khoa học đàng hoàng, từ cái con người dạng dẫn, từ nó tánh người tánh Phật xong ta nói hết cho mình nghe, chứ không phải mà nói khơi khơi. Rồi còn hỏi tiếp đi. Phải cho hỏi câu thứ hai là hiện tại bây giờ con thấy nhiều người nói là họ tôi sống với tánh Phật của tôi là thấy nghe nó biết. Thì con theo con hiểu thì ở thế giới này thì phải sống với tánh người, chứ không ai mà hiểu đúng mà để nói sống với tánh Phật. Còn riêng con hiểu là người nào nói họ biết tánh Phật là trừ phi những người họ cảm ngộ thiền á, có thể là họ nhận được cái Phật tánh của họ trong một phút giây nào đó thì họ biết cái Phật tánh của họ là như vậy. Còn những người mà họ chưa nhận mà họ lúc nào cũng đi nói là tôi sống với Phật tánh của tôi lúc nào cũng thanh tịnh rỗng lặng hàng chi, tôi không có dính dáng gì thế gian này. Nhưng mà theo con biết mình vừa bước đi một cái đó là tánh người rồi, mình vừa suy nghĩ một cái chuyện gì nhỏ cũng là tánh người rồi, làm sao mà gọi là sống với tánh Phật được? Thì xin bác giải thích cho con nghe họ nói vậy là có đúng không ạ?
Hồi xưa mình không biết tánh Phật là cái gì, tánh người là gì, đụng cái gì cũng chửi. Bây giờ ông Phật bảo á, biết mình là tánh Phật, nó là thanh tịnh, nó vậy đó. Tánh người 16 thứ nó vậy á. Nhưng mà ở thế giới vật lý này, người ta chửi con về cái vấn đề gì á, thì con lấy tánh Phật con đỡ, gọi là tánh Phật, sống bằng tánh Phật. Ta ăn cắp của cô á, của con á, con lấy tánh người ra con dí, đập người ta. Tùy theo trường hợp chứ đâu phải cái lúc nào này. Bây giờ là bắt trước ông Trần Nhân Tông đi, đọc tu rồi lên núi rồi nó nguyên mông kéo qua, mà nếu ông thấm tánh Phật thì sao, thằng Lâm mà nổi mất luôn á, phải không? Ông xuống cầm quân ông đập mấy kia, thì đó là tánh người. Nhưng mà cái ông là cái tánh Phật là ông sống lúc nào con biết không, là khi mà quân nguyên mông thua rồi đừng có đuổi nó theo, vậy nó bắt được cho nó ăn lả, đừng thả nó về. Đó là cái từ bi của tánh Phật là chỗ đó đó. Còn nếu mà cái ác của tánh người đem nó chôn luôn, đem mấy thằng tù binh nó chôn luôn. Nó không phải hiểu cái này. Có nghĩa là lúc nào sống tánh Phật là chỗ nào phải sống bằng cái đó, chứ không phải lúc nào sống tánh Phật. Đang chạy xe mà sống tánh Phật đi, làm sao đây, cái trụ địa nó đâu có dời đi được. Mình phải chui vô, nếu mình phải hiểu nguyên tắc nữa. Bởi vì theo bất trước ông Trần Nhân Tông mà tu, Trần Nhân Tông ông cũng có hai tánh ông biết. À, tôi đâu có xâm chiếm nước anh đâu, bệnh qua năm chiếm tôi đập anh chết rồi. Nhưng mà đập chết rồi thôi, mình nó đầu hàng thôi, cho nó ăn được sẽ đuổi nó về. Nhưng mà còn cái tánh người á, triệt để luôn, đập cho mày chết luôn. Thì nó kêu bằng quán, nó báo quán, ăn quán nó kéo nữa. Thành ra ông không biết dừng lại cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. À, thành ra tánh người là bảo vệ gia đình và tổ quốc, còn tánh Phật là để bảo vệ cái ngã cái mình á, đừng cho nó chạy ra. Nó chạy ra giữ nó lại được, kệ nó, chửi kệ nó không dính với mình. Tánh Phật nói chuyện mới được, chứ còn tánh người không dính được. Tánh người vô là dính à, phải tùy theo lúc mới sử dụng. Ở nhà còn bởi vậy thành ra cái trả lời, nếu mà tu á thì tu thiền tông tại nhà, muốn tu kiểu gì tu, ra đường đừng có tu, ra đường phải dồn qua dồn lại, không dồn qua đâu sẽ đụng chết đâu. Cho con được hỏi câu, ví dụ như khi ban đầu á, chúng con đã tìm được cái, đã hiểu được cái tánh Phật đó, thì chúng con cảm nhận được, nhưng mà tánh Phật á thì muốn mà tánh Phật mà tốt hơn á, thì hàng ngày chúng con phải làm những việc công đức và phước đức, thì cũng như tánh Phật cũng giống như mình đã thấy, thì có nghĩa là cái sự thấy của mình á không có chạy theo vật lý, thì hàng ngày chúng con phải làm như thế nào để làm công đức mà cho nó phù hợp với tánh Phật của mình hàng ngày. Tại vì chúng con mỗi người đều có, đang sống trong thế giới này thì đều có cái nghiệp luân quả luân hồi, và hàng ngày chúng con phải dây phải trả, cho nên con muốn xin nhiệm vụ chỉ rõ cho chúng con về để chúng con sống với Phật tánh, nhưng mà làm có công việc công đức và phước đức cho nó được tốt hơn. À, biết tánh Phật mà làm tánh Phật tốt hơn không có được. Con hỏi câu đó nó sai. Tánh Phật không có tốt xấu gì hết. Tánh Phật là cái chân như, mình biết mình sống với nó, chứ không phải là cho nó tốt hơn. Còn vấn đề này cũng tại con chưa có đọc hết 10 quyển sách, chứ chưa có phân biệt được. Tất cả trên trái đất này, con chừa ham muốn đều có nhân quả hết. Mà ham muốn bằng cái gì? Ham muốn bằng tánh người, sử dụng thân người, tánh người thì phải ham muốn bằng tánh người. Nhưng mà khi mà quyền ký công bố ra rồi đó, thì cái ham muốn này nó có 13 con đường đi luân hồi. Ở 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Ham muốn trở về Phật giới thì cõi công thức mà làm. Nên nhớ rằng trái đất này 6 đường đi, trên
cõi tam giới, cõi các cõi trời, 6 con đường đi là 12 con đường đi luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Mà cái gì mới làm được cái trở về Phật giới? Tánh con người. Đầu tiên tánh Phật vô đây là mượn gì? Mượn thân tứ đại để làm cái này. Nhưng mà không làm mà nó quên đi. Mình quên mình mới ham mê theo vật chất mới đi luân hồi. Thành ra tánh Phật muốn thì bây giờ học cái công thức người ta đã công bố ra rồi. Mình chỉ tạo công đức bằng cái nào, bằng cách nào, theo cái hoàn cảnh của mình tạo đức để về Phật giới. Nhưng mà về Phật giới cũng chưa chắc về là đâu đâu. Rồi thế gian nó đưa vô những gian manh sao trắng, nó lượm con, kéo con trở lại trong cho về đâu. Bởi vậy thành ra cái gì tạo công đức phải hiểu, phải hiểu cho rõ ràng về tạo công đức mới về Phật giới được. Chứ đừng nói tôi có tiền hay tôi làm này về Phật giới còn lâu, có chừng đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Thành ra cái tánh Phật này để đem về bên kia sử dụng thôi. Còn ở thế gian vật lý là để đỡ những cái mà cái tánh người đưa lại cho mình. Chứ tánh Phật hoàn toàn trong này không có xài được cái gì đó. Thành ra người ta làm, người ta tưởng là ngồi thiền để mà tâm thanh tịnh là thành này thì không có đúng. Vô anh vừa ngồi thiền là anh đã bị nhân quả rồi. Là thành cái gì? Nhân quả tốt xấu thôi chứ không có cái thành gì trong này thôi. Trong cái gì trong thành trong này nó cũng bị trong luân hồi hết. Còn bây giờ hiểu cái thiền tông này nè, con dùng cái tánh người, thí dụ con có một đồng con cho người ta ăn bữa cơm nó hết khổ là con có phước đức. Còn một đồng đó con chỉ người ta về Phật giới, người ta về được con có công đức. Cũng còn đó cũng do con người con chứ không có thể. Còn cái tánh Phật nó vô can trong này. Tánh Phật khi nó mang được cái công đức này về bên kia, nó mới định hình ra ngôi nhà Pháp Thân dòng kim tân Phật. Về bển á, về đi ra ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi này nè, nó mới hình thành được. Thành Phật, thành gì nằm qua bển á. Đó là mình phải hiểu này. Chứ đừng có làm cho tánh Phật tốt, mà phải là nghiên cứu cách tạo công đức làm sao phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với khả năng của mình. Nên nhớ chỗ này, chứ không có làm cho tánh Phật tốt xấu được. Tánh Phật nó là chân như sao tốt à, con hỏi tới đi. Hỏi tại vì cái còn rung cái còn quên này. Hồi nãy mình cũng tại như con hỏi là giống như tánh Phật mà tốt hơn, có nghĩa là cái mỗi một cái tánh Phật á đều muốn vô thế gian của mình mà lập công đức á để mà được cái kim thân Phật lớn hơn. Thì nãy con chỉ đọc nhầm là cũng muốn hỏi số chủ hỏi cái làm công đức á, tánh Phật vô đây để làm công đức mà cho cái để khi mà mình đi về Phật giới á thì mình được cái mà kim thân nó lớn, cho nên con muốn hiểu rõ cái vấn đề mà mình làm công đức ở trong thế gian này vậy thôi. Giờ cái cách tạo công đức, ý con muốn là tạo công đức cho nó đúng, nó dễ phải không? Dễ ở đó. Bây giờ ra cái chùa Thân Diệu ta có tặng cái quyển số 11 á của vua Trần Nhân Tông. Trong này là ta ông Trần Nhân Tông cũng nói muốn gần hết trong đó. Thì bây giờ con bạn bè con được mấy chục đứa xin mấy mẫu đứa nào cho nó mượn chừng 5 ngày 3 ngày trả lời con. 30 đứa, chính vô 10 đứa thôi. Đủ chắc chắn 10 công đức. Còn mấy đứa kia đừng nhớ là đừng có cho một, đừng cho luôn nha. Chừng nào mà ngộ á thì cho nó luôn. Để cho nó tìm sâu rồi. Thì cái đó là con tạo có công, tạo công đức, còn sướng hơn là con đi mua 10 cái quyển bộ sách là con tặng. Biết nó có đọc không? Cho nó không đọc về sao đây? Một bộ là 600 ngàn, 10 bộ 6 triệu bạc cho đi trốn quốc luôn. Mà không có công đức, chưa chắc ăn. Còn cái này đi xin thôi, không cần lấy gì hết. Một bài xin 30 quyển, anh thấy anh này thích, anh nghiên cứu thêm. Rồi, tôi chỉ anh đi mua. Thì mình làm công đức. Có công đức nhiều nhưng mà mình không tốn thì nhiều. Mình phải kêu
trời tiết kiệm á, à, phải chụp kỹ. Cái kia mà ví dụ nó cho nó con cho nó mượn mà nó có chửi không sao, lấy lại đâu có sao, chưa ăn thua gì. Thì bây giờ bởi vì tại sao cái thiền tông này là ta tạo rất nhiều điều kiện, tuy sách là bán để xây dựng chùa nhưng mà ta cũng tạo điều kiện cho là cái máy ta tặng không à, cái máy này trong 10 quyển sách nằm ở trong đó, 11 quyển sách nằm trong đó, người kể sách ta tặng nữa, chứ đâu phải ta triệt để là ta lấy tiền về cái sách này không. Tiền sách có dư thì ta xây chùa, không xây thì cũng tìm cách để ta giúp cho mình tạo công đức thôi. Chứ mấy người sách khác chưa dễ à, mấy người sách kia sách mà bán chạy họ bán, họ cũng là họ bán họ kê giá luôn á. Thì con nên nhớ là tạo công đức nên sáng suốt, giúp người ta hiểu cái này thôi, bằng phương tiện gì đó ít tốn kém nhất, mà chỉ con chỉ đưa cho nó chung tốn tiền xe gắn máy con chạy thôi, nên không bao nhiêu. Hỏi thêm đèn nữa, ví dụ như là mỗi một người đều có cái tâm là công đức, ví dụ như những cái người mà nông dân hoặc là làm vườn nữa đó, thì hàng ngày ta sống với cộng đồng, thì cái cuộc sống với cộng đồng thì có vô số sinh vật có sự sống trong đó, thì người ta nghĩ công việc đó là việc thiện, nhưng mà để tạo ra những cái sản phẩm á, thì có người ta sẽ dùng nhiều phương thức, hoặc là đôi khi ví dụ vô tình người ta dùng một cái ổ kiến dưới gốc cây nào đó thì rất là nhiều chúng sanh đó, mà cái người này lại là mình tu bên pháp môn thiền tông của mình, thì khi đó người ta ví dụ người ta không để ý tới mà vô tình tạo vô số nghiệp chắc sanh như thế. Rồi xin cho con hỏi cái người nông dân đó phải làm như thế nào để mà hóa giải được cái đó. Nói lặp lại ý là anh nói là những người nông dân họ làm ruộng á, thì nhiều khi trong cái mảnh ruộng của họ có những cái sinh vật ở dưới ruộng đó, nó khi mà mình vô tình mình làm sát sinh những cái sinh vật ở dưới ruộng đó, thì người nông dân này phải tìm cách nào để mà hóa giải cái nghiệp sát sinh đó. Tất cả những người tôi nói thật là những anh nông dân nó hoàn toàn không có vô cái thiền tông này được. Tất cả những người mà mang cái nghề gọi là sát hại sinh vật không vô thiền tông được, bởi vì cái nghiệp tạo vào trong cái tần số đó không nhận được cái này. Còn cái chuyện mà người ta cài bừa mà con này con kia chết, đây là cái nhân quả nhẹ của người ta thôi, ta không có vô được này đâu. Mà vô được cái thiền tông này là đối với cái người mà gọi là rảnh rỗi á, ta có cái phước á, ta sống một cuộc đời ung dung là mới vô cái này được. Chứ tất cả những người mà lam lũ này kia nó hoàn toàn với cái tần số, với cái nghiệp của ta mà cái nghiệp đã đi ở trong cái tần số thấp, không có ta tiếp nhận được. Bởi vì con đọc trong 10 quyển sách á, như 10 cái tầng bậc để đi vào thiền tông này, những vị mà nông dân thợ thuyền này kia nó được xếp với người mà chạy lưới, nó nằm ở trong cái dạng âm, khó tiếp nhận cái này, ta đâu có hiểu đâu. Đó thì ta con đừng có lo cái chuyện của người ta. Giống như ở trong cái người đó mình học thì nên nhớ được, ở trong trường tập hoài cái này họ không nghe đâu, họ không khi nào họ tới đâu. Thì cái chuyện đó là chuyện của người ta, ở trong cái nhân quả của người ta thì ta chịu thôi. Chứ mà bởi vì tôi bảo là mấy người đó không cách nào vô thiền tông được. Chỉ vô thiền tông là ăn không ngồi rồi, thứ nhất. Thứ hai là làm cái nghề gì mà nó không có sát sanh đó, thì mới vô này được. Chứ làm mà có nhiều mà sát thì vô này không. Chứ nó nguyên tắc thôi, nguyên tắc nó ở trong cái từ số âm, nó nhận được cái thiền tông này đó. Thầy con đừng có lo mấy ông nông dân đó kệ ổng, tại cái phần giống vậy rồi. Tại vì con thấy phần lớn dù như cái tỉnh miền Tây của mình, cái người thành phố á, thì đều có công việc, nhưng mà cái người nông dân của mình là thường là có thời gian cảnh hơn người thành phố. Thường là người ta tới vụ mùa hoặc là cái này cái kia đó, nhưng đôi khi ví dụ người ta, ví dụ mình có duyên, ví dụ như một sau này con ví dụ như nếu mà thiền tông của mình mà mở rộng á, thì con bảo đảm sẽ có rất là nhiều nơi, tại vì
mở rộng là để cứu độ chúng sanh, mà nhiều nơi đó, nhiều nơi mà thường ở thành phố thì mình mở rất là khó, nhưng mà nhặt lại mình về ở cái vùng nông thôn nông sâu á thì cũng rất là nhiều. Dạ, cho nên con mới hỏi kỹ để cho ví dụ như sau này ví dụ ai có thiện có duyên gì đó thì nếu mà chọn con đường thiền tông của mình đó, thì mình nên sắp xếp cái công việc cuộc sống của mình lại để cho mà nó phù hợp với cái con đường giải thoát của mình như vậy thôi. Mình nhớ hồi xưa ông Thích Ca đó, ông cái cuộc đời chót ông là gì? Ông là ông nông dân. Khi mà ảnh than, ảnh mới vô gốc cây, ảnh ngồi. Ông ngồi xong thì ông Nhiên đang mới dạy ông, mà khi ông hiểu được cái này, ông đâu còn làm ruộng nữa đâu, mà ông đi trở ra. Có nghĩa là ai mà có công đức rồi, mà một vị nông dân có công đức rồi, nhận được cái này hoàn toàn không làm ruộng nữa. Ông đi tìm cách gì ông làm. Ông gì biết mà bởi vì mấy ông tu tiểu thừa nó ông sợ lạc con này con kia, ông mới không bằng dép á. Nhưng mà cái đó ông không hiểu. Khi mà con nên nhớ rằng, khi mà con làm bất cứ nghe cái gì mà nếu mà con nhận được pháp môn thiền tông này, dưới điều kiện là trong tánh Phật con phải có công đức, mà con đã nhặt cái này rồi thì cái kia tự nhiên cũng nó rời ra. Thì khi mà nhận được cái này rồi thì những cái mà lặt vặt ngày xưa không thành vấn đề đâu. Khi mà con có công đức rồi thì những cái chuyện âm đức nhỏ nhỏ từ nó, cũng như bóng tối nhỏ nhỏ từ điều đó, nó không còn hiện nữa. Thành ra bắt đầu nếu bất cứ một vị nông dân nào mà này, tôi nói thật ra hiếm lắm. Cái người bình thường mà còn khó là nông dân, làm sao khó thoát cái này được. Rồi nên nhớ là nó, bởi vì thường thường nếu mà ở cái đẳng cấp đó thì hoàn toàn là người ta không công đức ta mới ở vào cái đẳng cấp đó. Nếu ta có công đức không ở đẳng cấp đó đâu. Cái này thì con thương con nói vậy thôi, chứ còn sự thật không ai là không có làm được cái này đâu. Thì nếu mà rủi anh nông dân nó có công đức thì không nhận được cái này, thì đương giờ ông bỏ cái nghề ông đi, ông chuyển qua nghề khác, nghề mà không có giết chóc tầm bậy tầm bạ dưới chân này. Rồi con hỏi tiếp đi. Ví dụ như tất cả nhầm người dây trong chùa, chủ yếu là mình sống là mình không có nghĩ cái phước đức, mà những cái chuyện mình làm hàng ngày thì mình không có nghĩ. Cái đó chính là công đức. Nhưng mà ví dụ khi một cái người nào đó người ta chăm sóc, ví dụ như có nghĩa là người ta chăm sóc chùa chiền, thì ví dụ như một gốc cây nào đó người ta trồng chủ yếu để tạo cảnh quan của chùa, thì khi đó ví dụ như thì con cũng ví dụ giống như người nông dân đó, thì có vô số sinh vật nó trồng, thì khi đó thì mình có làm như thế nào? Ví dụ như khi mà cái điều đó là phải có tạo nghiệp theo thôi. Đó thì có một cách nào để chỉ cho người ta, ví dụ người ta chấp nhận công việc đó thì người ta làm cái khác để bù đắp lại, xin dân chủ chỉ cho người ta. Bây giờ chỉ cái gì, bất cứ bởi vì bảo Phật đó là bất cứ ông thầy nào trong chùa, chứ đừng có nói chi một người vô chùa mà làm công quả không hiểu cái này đâu. Thì bây giờ thì còn con vô thì chùa có ông nào làm giảng sanh đâu, vì lấy tiền rồi ta không làm sao giảng sanh được, đâu có đơn giản. Nếu mà phân tích theo thiền tông mà phân tích cái này rồi không dám đi tu luôn. Anh tu hoàn toàn vô chùa để làm cái gì đây? Nếu mà anh cắt cái chùa để mà cho người ta cúng cái gì thì anh thuộc về người thế gian chánh gốc. Con biết người thế gian chánh gốc là cái gì không? Thành ra bây giờ cái này bởi vì đó là ví dụ ở trong chùa có làm thì được, không dễ thoát được, mà cũng không giảng sanh đi đâu, cái vòng trong vòng tập chết đi đến đầu tập thải ông thấy cứ vô chùa tu tiếp cứ vậy thôi, năm này tháng kia. Còn bởi vì tại sao Đức Phật ra đời á, Đức Phật là bảo là khi nào Như Lai mà nhập Đức Phật, cái công bố huyền ký này người ta mới hiểu, mà tại Đức Phật người ta không hiểu luôn. Con nên nhớ rằng
độ chính anh em Kiều Trần Như với bốn người bạn đồng tu hoàn toàn không không dạy giải thoát nè. Tất cả bao nhiêu đệ tử hoàn toàn không dạy giải thoát luôn. Mà đệ tử ông cũng nói là muốn tạo công đức đi theo dòng thiền tâm, ông không nói vụ giải thoát rồi. Chứ không đừng tưởng bây giờ mới nói chuyện giác ngộ giải thoát. Là vì trước đây ông Phật không nói, nên mà những vị mà ngày xưa tu á, người ta đâu không hiểu giải thoát là cái gì. Nhưng mà ta biết, ta nghe cái danh từ giải thoát, nhưng mà ta không biết cách ta đi ra. Rồi mới bày ra là ngồi thiền cái này, ngồi thiền kia rồi. Bây giờ bởi vì thành nó chiến được A-la-hán, tưởng giải thoát mà la ung trùm mà lên. Bây giờ nói A-la-hán cứ nằm ở đây chứ chạy đâu hả? Giải thoát khác. Giải thoát đi ra ngoài cái nhân quả này, ông la còn nằm ở trong cái trái đất này chứ chưa rời khỏi tam giới nữa. Người ta không có hiểu, bây giờ thiền tông nó ra đời mới nói được cái này. Thành ra bây giờ tất cả những nghĩ mà gọi là nó kém may mắn ở trong dòng tộc hoàn toàn còn đưa cái này người ta cũng không khi nào ta đọc đâu. Mà muốn đọc đó thì người ta phải có công đức và phải thay đổi toàn bộ cái nhận xét của người ta, kể cả nghề nghiệp luôn, phải thay đổi thì mới tu thiền tông được. Không? Thì con thương mấy anh nông dân thì cũng tốt, nhưng mà nên nhớ rằng xét cho tận cùng tận lý không được. Vậy là chỉ có muốn tu thiền tông là chỉ có một điều là nói chung là phải tự mình sắp xếp cái cuộc sống lại cho mình đúng không vậy chú? Tu thiền tông nó đúng là tự mình lo mình làm mình ăn. Mà trong cái trong các ông tổ mà có ông tổ đầu nhất á, ông có nói là ông tuy ông 85 tuổi mà không, ông nó mà không đi làm ông không ăn, tự đào ông tự làm ông ăn. Đó là một cái ông chân chánh chân tu, chứ không phải đưa vô chùa ngồi đó. Ví dụ bây giờ đây, ví dụ con trụ trì cái chùa nha, con được quyền nhận tiền xây chùa cho mấy không, nhưng mà xây để cho bá tánh người ta có cái trụ sở, ta hiểu thì được, đừng có lấy tiền của bá tánh thì con mới tu được, mới tu giải thoát được. Còn nếu mà nhận cái tiền bá tánh để làm riêng cho con, đừng có mong, nó nhân quả rồi, quy luật nhân quả trên cái đất này bắt buộc phải đi theo cái chiều đó. Đó thành phải hiểu. Nhưng mà bây giờ bởi vì thiền tông ra đời đã nói rất rõ rồi nha, anh tạo công đức như thế nào, phước đức như thế nào, ác đức như thế nào, ta nói cho mình rõ rồi. Ở trên đấy đó, bởi vì trong kinh Địa Tạng đó là mỗi một cử chỉ chúng sanh, mỗi cái hành động chúng sanh đều là nghiệp đó. Không cách nào thoát. Mà rồi thành ra trong đó là chúng sanh 10 người mê muội cả 10, không có ai mà không sáng suốt hết. Làm bộ nó tôi tiến sĩ hòa thượng này chứ sự hoàn toàn không có sáng suốt chút nào. Là nói về cái danh thôi, danh tiến sĩ, danh hòa thượng cho nó vui chứ. Nhưng mà sáng suốt rồi biết đường về mà ghế không? Biết thì mới sáng suốt. Còn giờ có hỏi ông nào biết cái này? Đó, thì bây giờ thiền tông nó ra để nó chuyển quá, nhưng mà bây giờ thì từ từ thiền tông ra đang nói ra rất nhiều. Nhưng mà nên là cứu vớt cái này, thiền tông cũng khó, bất khó mà cũng nói là khi mà cái này mà được người ta hiểu nhiều xong là cái gì xong rồi đó. Xong như thế nào rồi biết chứ chúng nói. Đúng rồi, con chân thành cảm ơn viện chủ đã giải đáp cho con. Chúc viện chủ có nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho tất cả mọi người được giác ngộ trên con đường giải thoát. Thì cũng cảm ơn cháu chứ sự thật cái này cái nhiệm vụ công bố ra thôi, nói chuyện ra thôi chứ còn sức khỏe kể tới đâu tới. Một chút nói chút có được mà một chút không được mà, phải không? Còn bây giờ mình có nhiệm vụ nói ra ai cũng cho hiểu thôi. Rồi ai tu tu thôi chứ nhớ là hoàn toàn là không năn nỉ nha. Tu cũng tu thôi, không năn nỉ đâu. Chứ phải năn nỉ. Bởi vì nếu mà năn nỉ nó khác rồi thì ép. Ép cũng giống như nãy nữa, ta đang sơ mình ôm tới dính cứng ngắc rồi luôn á. Ép là dính cứng ngắc luôn á. Thì thôi giờ phổ biến ra. Thì ai có duyên lớn thì theo. Còn mấy thì đợi thì tiếp tục mấy ông phần nữa ra đời. Thầy cho con xin hỏi
khi mất cái thân tứ đại này trở về cái thân trung ấm đó thầy, thì mình sẽ thấy cái điểm sáng. Thì làm sao mình phân biệt cái điểm sáng đó là đưa mình về Phật giới, còn những cái điểm sáng của những vị thần tạo ra thì làm sao mình phân biệt cái điểm sáng đó thầy? Cái phần này để trả lời cho những người được truyền thiền chứ nó không trả lời công cộng được. Giống như là số học thì phải lên đại học, chứ còn mới vô lớp 1 mà giảng cái này sao ai biết, phải không? Bây giờ thí dụ không biết, muốn biết điểm sáng thì phải truyền thiền, ta mới nói cái này mới hiểu, nghe được cái danh từ này người ta mới nói cho mình nghe. giờ nói được cũng trớn phớt, nói này kêu bằng nói không hỏi không đúng chỗ. À, thí dụ con được truyền thiền là nói cho nghe. Còn nếu mà mấy câu cái này nó thuộc về tuyệt mật của Phật giáo, mà đi ra bán ngoài chợ rồi hột sòn ra ra đường nó mà chợ bán là chết rồi. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi nè. Con có làm công đức cái chỗ này cho một người, mà cái ông này ổng tu bên đạo Cao Đài á, ổng tu lâu năm lắm rồi, bữa nay ổng năm mấy tuổi rồi mà ổng cứ cũng có hiếu kỳ. Rồi con mới hỏi dạ thế thích vậy, con có tu pháp môn này à? Rồi cái con mới kêu ổng này về bắt trên mạng xem chợ diện chủ trả lời câu hỏi đó. Rồi ổng mới xem rồi hôm qua sau cái hôm qua là con cái ông nói là trời ơi cái quân ký này ổng người ta công bố lâu rồi. cái con mới nói là cái mới đây mà lâu cái ông cãi rồi tùm lum á. Rồi con mới nói là nó qua nó lại hỏi cái con mới nhắc là chú tu ông tu thì thôi chứ bây giờ chứ bây giờ tại vì con biết là đạo này là đạo thần, chú tu lâu năm á, là chú tu lâu năm rồi cho nên là chú bị nghiệp nặng quá rồi bây giờ. cái con mới chút nữa cái con mới khuyên ổng giờ chú có chửi ông viện chủ á hay là có mắng gì á, có đánh ông ấy nữa thì không sao, nhưng mà chú nên nhớ thì chú đừng có phỉ báng cái pháp môn này, thằng kim cang nguy hiểm lắm. cái ông mới nói là tao cần kim cang cái gì. Theo con biết là ổng nghiệp ổng nặng rồi, theo lâu năm rồi, ổng tu tạo đàn lâu năm lắm rồi, giờ bắt bỏ ổng dứt liền cũng không được, để ổng một thời gian đi. Nhưng mà con sợ là vợ vậy nè, sợ con bị dính lầy nè, sợ là ổng là một khi ổng phải bán mình cũng bị lây theo. Nhưng mà con mời thấy con qua bệnh á, qua nhà ổng coi ổng cái ổng cũng thấy bắt cái khúc mày diện chủ lên cũng còn coi, mà coi sách đồ của thiền tông mày cũng có chăm chú coi. Rồi con nghĩ là cho ổng có một thời gian đó ổng sẽ hồi hướng gì đó là cũng có tạm. Chào mừng con giúp người không đúng chỗ. Bởi vì ta nói là năn nỉ và năm lần bảy lượt cũng chưa ấy, con tự nhiên con đi kiếm. tại vì ông hiếu kỳ chứ không phải con. Hiếu gì còn phải trốn, con mới đi. Nãy nghe nói không? Đệ tử kêu thầy giải luôn thầy không? ông giải tôi đập ông phù, nhưng mà cũng chưa chịu giải, mà còn ta chết cứng vào trong cái ngọc hoàng thôi. Thì thôi cái đạo Câu Đài là của ngọc hoàng mà do vị thần lập. Rồi bây giờ mình nói sao mở ra nổi đâu, mà cái này nói cho rõ ràng thôi cái này còn ai tu gì tu chứ đừng có rớ tới người ta. Nha, mình lo mình đi, lên để tạo công đức về Phật giới đi, chứ để rồi đi lo
bao đồng là bao đồng, kéo đi vòng vòng mà bất công lắm. Con có thấy điều thú vị gì nào? Ở khu vực con ở đó, hình như trong bán kính cỡ 10 cây số chỉ có mình con à. Một mình con có đầy đủ mấy bộ quyển sách luôn. Rồi mình một mình con tu luôn. Xung quanh là đạo Đà không à. Mấy người kia ta ở trong vòng tộc, ta không đi đâu hết á. Còn con muốn về Phật giới, còn ta ở trong vòng tộc mà con biết đi đâu bây giờ. À, cái lĩnh vực vẫn đừng gắn hoài. Còn có nhiều con nhiều người ta muốn lên trên Ngọc Hoàng Thượng Đế, chuyện của người ta, tao kể người ta. Ta muốn đi đâu người ta đi, mình nó bệnh đây. Đi về bển rồi muốn đổ hay đổ. Qua bển cho chắc ăn thứ đi. Cái cầu thủ bên đây cãi cãi rồi đi dính á. Đừng lên. Thì cũng hơi trễ, hơi buổi giải đáp hôm nay xin tạm dừng.